Chỉ trong gần một tiếng đồng hồ tuần tra kiểm soát cùng tổ công tác hóa trang của lực lượng liên ngành, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông công an tỉnh, đã có gần chục trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn. Khi bị phát hiện kiểm tra thì chống đối, không hợp tác. Em uống rượu bia từ 2 giờ, rồi em điều khiển, rồi anh bấy, rồi em không nghỉ, rồi em biết em nhận thức em sai. Tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang thường xuyên và đột xuất tuần tra cơ động trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu khi có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng, tổ chức cổ vũ đua xe trái phép. Thông qua các hoạt động nghiệp vụ và qua các trang mạng xã hội, hệ thống camera giám sát, camera của người dân để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn, lên sơ đồ các tuyến đường, địa điểm là nơi các đối tượng thường vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ ngày 26 tháng 8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 104 trường hợp, tạm giữ 74 phương tiện, trong đó vi phạm nồng độ cồn 44 trường hợp, 24 trường hợp điều khiển phương tiện dưới 16 tuổi và không có giấy phép lái xe, 10 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định 4 trường hợp, 5 trường hợp lạng lách, đánh võng, trong cơ thể có chất ma túy 1 trường hợp. Trong quá trình thực hiện thì anh em chúng tôi đã phân công các cái tổ mặc cảnh phục và bên cạnh đó thì có cái tổ mặc thường phục, thường xuyên là đi trên tuyến. Khi phát hiện các đối tượng như trên thì tổ mặc thường phục sẽ áp sát để dùng các biện pháp dừng và giữ các phương tiện trên. Sau đó là các cái tổ cảnh phục sẽ đến để lập biên bản và xử lý các cái đối tượng khi vi phạm. Thứ nhất là độ tuổi còn rất chi là nhỏ, và bên cạnh đó là các đối tượng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là đi với tốc độ rất chi là nhanh, trốn tránh lực lượng tuần tra kiểm soát, rất chi là nguy hiểm ở trên đường. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, rất cần sự vào cuộc trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường đối với thanh thiếu niên có lối sống buông thả, nhận thức cuộc sống lệch lạc, góp phần chấm dứt việc đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.